Xin chào tất cả các em đến với chương trình hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh lớp 10 sách Mai Lan Hương. Cảm ơn tất cả các em đã xem video của thầy và nhớ bấm đăng ký kênh nếu chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất của thầy nhé. Bây giờ chúng ta vào Unit 2, chính là mã ở trang 19. Choose the correct options A, B, C, or D to complete each space. Hãy chọn sự lựa chọn đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi cái chỗ trống. Kevin teaches math at a high school. Kevin dạy môn toán tại một trường trung học phổ thông. He enjoys his teaching very much and he always feels very self-confident and proud when he is standing on the teaching platform. Ông ấy thích việc dạy của ông ấy rất nhiều và ông ấy luôn luôn cảm thấy rất tự tin và hãnh diện khi ông ấy đang đứng trên bục giảng. Some of his classmates have just offered him a chance to join them in a new company to produce computer software for businesses. Một vài người bạn học cũ của ông ấy đã vừa mới đề nghị ông ấy hay là đưa cho ông ấy một cơ hội để tham gia với họ trong một công ty mới để sản xuất phần mềm máy vi tính cho làm thương mại cho những doanh nghiệp. Everyone thinks that it will do very well. Mọi người nghĩ rằng nó sẽ tiến triển rất tốt. Kevin will probably earn more money than he does at a high school. Kevin sẽ có lẽ kiếm nhiều tiền hơn ông ấy dạy tại trường trung học phổ thông. The new company is exciting and the money may be very good in it. Công ty mới thì rất thú vị và tiền có thể là tốt thật sự. However, Kevin can hardly quit his teaching job. He loves it. Tuy nhiên, Kevin khó lòng có thể từ bỏ công việc dạy của ông ấy. Ông ấy yêu nó. Chúng ta sang chính là mã ở trang 19. Write the sentence. A second sentence shows that it has a similar meaning to the first. Hãy viết câu thứ hai sao cho nó có một cái nghĩa tương tự tới câu thứ nhất. Câu 1. My father said I could use his car. Cha của tôi đã nói tôi có thể sử dụng xe hơi của máy. My father allowed me to use his car. Cha của tôi đã cho phép tôi sử dụng xe hơi của máy. Chúng ta để ý những sâu động từ allow cho phép là có tân ngữ và động từ tiếp theo thì có to, infinitive nhé. Câu 2. Don't stop him doing what he wants. Đừng ngừng ngăn ông ấy làm cái gì ông ấy muốn. Let him to do what he wants. Hãy để ông ấy làm cái gì ông ấy muốn. Chúng ta nhớ động từ let hạt hẹp hoặc là mắc. Nghĩa là để hoặc là bảo khiến gì đó. Sau đó là tân ngữ và sau đó động từ nguyên thể không tu không in nhé. Pair infinitive. Câu 3. You can try to get Jim to lend you his car, but you two won't succeed. Bạn có thể cố gắng để được Jim là cho bạn mượn xe hơi của ông ấy. Nhưng bạn sẽ không thành công. There's no point in trying to get Jim to lend you his car. Không có cái điểm nào trong việc cố gắng để được Jim cho bạn mượn xe hơi của máy. Có dạng danh từ point, điểm này thì chúng ta thêm in và thêm động từ thêm in ở sau nữa.
Rồi coi động từ to, infinitive. Câu 4, why don't you put your luggage under the seat? Tại sao bạn không đặt hành lý của bạn dưới cái ghế ngồi, dưới chỗ ngồi? He suggested putting my luggage under the seat. Ông ấy hay là cậu ấy đã đề nghị đặt cái hành lý của tôi dưới ghế. Chúng ta nhớ sau động từ suggest là động từ thêm in, là gerund này nhé. Câu 5, the driver said it were true that he didn't have a license. Người lái xe đã nói rằng nó là thật sự rằng cậu ấy đã không có một cái bằng lái. Chuyển sang là the driver admitted not having a license. Người lái xe để thừa nhận không có một bằng lái. Sau admit thì động từ thêm in nhé. Và nếu phủ định thì thêm not ở trước cái gerund đó, động từ thêm in đó. Câu 6, I'll finish the work tonight if you like. Tôi sẽ kết thúc công việc tối nay nếu bạn thích. Would you like me to finish the work tonight? Bạn thích tôi kết thúc công việc của tối nay phải không? Sau would like thì động từ nếu có tân ngữ thì rồi sau đó là động từ thêm to, và nếu không có tân ngữ cũng động từ thêm to luôn. Câu 7, the teacher didn't allow the class to leave before 4:30. Giáo viên đã không cho phép lớp học rời khỏi trước 4:30. The teacher made the class stay until 4:30. Giáo viên đã bảo cái lớp ở lại cho tới 4:30. Sau tương tự make, đây là quá khứ đơn thì thành made. Thì tăng ngữ rồi tới động từ nguyên mẫu không, tôi không in. Câu 8, I hate to get up in the dark. Tôi ghét thức dậy ở trong bóng tối. I can't stand getting up in the dark. Tôi không thể chịu được việc thức dậy trong bóng tối. Sau can't stand động từ thêm in nhé. Chúng ta sang câu 9 ở trang 20. Seeing Nelson Mandela will always in my memory. Việc gặp Nelson Mandela sẽ luôn luôn ở trong trí nhớ của tôi, ký ức của tôi. I'll never forget seeing Nelson Mandela. Tôi sẽ không bao giờ quên việc gặp Nelson Mandela. Sau forget là động từ thêm in, là biểu thị hành động gặp này đã xảy ra ở quá khứ rồi. Còn nếu chưa xảy ra quá khứ, hành động chưa xảy ra ở khứ, thì chúng ta thêm to infinitive nhé. Câu 10, my lawyer said I shouldn't say anything to the police. Luật sư của tôi đã nói rằng tôi không nên nói bất cứ điều gì tới cảnh sát. My lawyer advised me not to say anything to the police. Luật sư của tôi khuyên tôi không nói bất cứ điều gì tới cảnh sát. Sau advice thì có tân ngữ và động từ thêm to infinitive nhé. Nếu not thì not trước to. Chúng ta sang phần test for unit 2 ở trang 20. Một là mã pronunciation, sự phát âm. A lớn, choose the word that has the underlined letter pronounced differently from the others. Hãy chọn từ mà có những chữ được gạch dưới được phát âm khác với những từ khác. Câu 1, A, chance là cơ hội, nên là chờ, vẫn chờ. B, teaching, việc dạy, chờ, vẫn chờ. C, chemistry, môn hóa học,
là trở thành ke. D. Children, các trẻ em. Danh từ. Chờ vẫn chờ, này khác là C. Câu 2. A hawk. E là hawk là khó khăn, tính từ, còn trạng từ là một cách chăm chỉ hoặc là vất vả. Hawk, A vẫn A. B start, bắt đầu, A luôn. Party, A luôn, bữa tiệc. D là talk, talk là O, E thành O. D khác. Câu 3, E son là đứa con trai trong gia đình. Son, O thành E. B sunshine nữa, ánh sáng mặt trời. U thành A. C above, ở trên cao, giới từ. E luôn. D woman, người phụ nữ, danh từ. U D khác. Câu 4, E polite, lịch sự, tính từ. Này Y thành I. Literature, môn văn học, hàng ngữ văn. Y vẫn Y. Guide là ai, hướng dẫn, người hướng dẫn viên, động từ hướng dẫn. D kind, loại, tính từ là tử tế, nhân từ là loại. B khác. Câu 5, E great là vĩ đại hoặc là to lớn hay tuyệt vời, là A bằng A. B teacher bằng Y, giáo viên. C street bằng Y, con phố, đường phố. Receive, nhận, động từ bằng Y. E khác. Chúng ta sang B lớn. Choose words whose main stress is placed differently from the others. Hãy chọn từ mà âm nhấn chính của nó được đặt khác với từ những cái từ khác. Câu 1, A physics, môn vật lý, âm 1. Câu B history, lịch sử, môn lịch sử, âm 1 luôn. C biology, âm 2. Này là bốn âm gồm, và đây âm 2 là dấu nhấn chính, là môn sinh học. D chemistry, âm nhấn 1, môn hóa học. C khác. Câu 2, E important, quan trọng, tính từ, âm nhấn 2. B profession, nghề nghiệp, âm nhấn 2. C geography, môn địa lý, âm nhấn 2. D literature, âm nhấn 1, ngôn ngữ văn, thì D khác. Câu 3, E entertain, giải trí, làm giải trí, này âm nhấn 3. Communicate, thông đạt thông tin, âm nhấn 2. Receive, nhận, âm nhấn 2. Complain, phàn nàn, động từ, âm nhấn 2. Complain, âm nhấn 2, phàn nàn. E là khác. Câu 4, A children, âm nhấn 1, các trẻ em. B student, các học sinh, học sinh hoặc là người, học sinh viên hoặc là người nghiên cứu hay nhà nghiên cứu, âm nhấn 1. Professor, giáo sư, âm nhấn 2. Teacher, giáo viên, âm nhấn 1. C khác. Câu 5, E opinion, ý kiến, âm nhấn 1, âm nhấn 2. Relax, thư giãn, động từ, âm nhấn 2. Semester, học kỳ, âm nhấn 2. Nervous, lo lắng, bồn chồn, tính từ, âm nhấn 1. D khác. Chúng ta sang hai la mã ở trang 20, vocabulary and expression, từ vựng và sự diễn tả. Choose one word or phrase A, B, C, or D that best completes the sentence or substitute for the underlined word or phrase.
Hãy chọn một từ hoặc một cụm từ A, B, C hoặc D mà hoàn thành tốt nhất câu hoặc thay thế cho từ hoặc cụm từ được ở dưới. Câu 1. Don't worry about me, I'll be fine. Đừng lo lắng về tôi sẽ khỏe thôi. Câu 2. The main post office is not far from the library. Bưu điện chính thì không xa với thư viện, từ thư viện. Không xa, nhớ với từ from nhé. Câu 3. Phong is interested in learning English. Phong thích việc học tiếng Anh. Sau in với từ này thì động từ thêm in nhé. Câu 4. They are all so pretty. I don't know which one to choose. Họ tất cả thì rất xinh xắn. Tôi không muốn, tôi không biết cái người nào để chọn hết, cái vật nào để chọn. Nếu dây chúng ta dịch là chúng hai vật trở lên. Câu 5. The school prepares students for a wide range of professional qualifications. Ngôi trường chuẩn bị các học sinh cho một cái giấy rộng về trình độ chuyên nghiệp. Thì trước qualification là phải tính từ, vì qualification là danh từ, chúng ta chọn professional, trình độ chuyên nghiệp. Câu 6. Most students find the course a very enjoyable. Phần lớn các học sinh thì tìm thấy khóa học này rất là vui, enjoyable, này rất thú vị. Câu 7. How far is the beach? Only 5 minutes walk. Bãi biển này thì bao xa? Chỉ 5 phút của đi bộ thôi. Chúng ta thấy cái thời gian thì chúng ta hỏi là how far, bao xa. Câu 8. She is interested in teaching profession because she loves working with children. Cô ấy thích việc dạy, thích nghề dạy bởi vì cô ấy yêu thích làm việc với các trẻ em hay là các học sinh. Câu 9. She was disappointed to fail in two of her four subjects. Cô ấy đã thất vọng, đã trượt trong hai cái môn học, trong số bốn môn học của cô ấy. Câu 10. He tried to make his speech more entertaining. Cậu ấy đã cố gắng làm cái bài nói của cô ấy là giải trí hơn, mang tính giải trí hơn. Entertain, more entertaining. Chúng ta sang câu 11 qua trang 21. Our coach was stuck in a traffic jam and got to Heathrow 40 minutes late. Xe đạp của chúng tôi thì bị kẹt trong dính trong vụ kẹt xe và đã được tới Heathrow là 40 phút trễ rồi. Bị kẹt dính trong đó thì
dùng là sit, và phân từ quá khứ là stuck. Câu 12. Approximately half the people interviewed were in menial or occupation. Khoảng một nửa số người là được phỏng vấn là trong những cái nghề nghiệp làm bằng tay chân. Thì này là cái nghề nghiệp occupation, là nghề nghiệp dùng jobs. Còn career là dạng sự nghiệp này, cái này là sự nghiệp. Job có thể bằng là profession. Câu 13, our main objective is to improve educational standards. Mục tiêu chính của chúng tôi là cải thiện, là thì sau động từ thêm tu nhé, cải thiện những tiêu chuẩn giáo dục. Giáo dục tính từ này, đứng trước danh từ những tiêu chuẩn. Câu 14, English is an international language. Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế. Câu 15, most people start to lose their memory as they get older. Phần lớn mọi người bắt đầu làm mất trí nhớ của họ khi họ trở nên già hơn. Memory là trí nhớ. Chúng ta chọn E, ability to remember, khả năng để nhớ. Câu, chúng ta sang ba la mã ở trang 21. Grammar and structure, văn phạm và cấu trúc. A lớn, choose one who works or face A, B, C, or D, Z, best, complete the sentence. Hãy chọn một từ hoặc một cụm từ A, B, C hoặc D mà hoàn thành tốt nhất câu. Câu 1, you shouldn't spend all your time studying. Bạn không nên trải qua tất cả thời gian của bạn việc học. Ý là nói chúng ta là phải có sự nghỉ ngơi nữa để giữ gìn sức khỏe. Sau spend là thường tân ngữ, rồi tới động từ thêm in nhé, nhớ spend. Câu 2, would you like to go somewhere for a rest? Bạn thích đi nơi nào đó để nghỉ ngơi không? Sau would like thì động từ thêm to. Câu 3, I didn't like it in the city at first, but now one here, but now I'm used to living here. Tôi đã không thích nó ở trong thành phố lúc đầu. Tôi đã không thích nó ở trong thành phố. Nhưng bây giờ thì tôi đã quen với việc là sống ở đây. Chúng ta nhớ là to be used to là quen với, sau đó động từ to be nhé. Hoặc nó là to be used to get nữa. Hello. Câu 4, which team won the game? Đội nào đã chiến thắng cuộc chơi? Dùng quá khứ được. Câu 5, there is nothing you can do about the situation, so it's no use worrying about it. Không có gì mà bạn có thể làm về cái hoàn cảnh này, vì vậy nó không có ít là việc lo lắng về nó nữa. Không nên lo lắng nữa, vì vô ích rồi. Ý là nói là cái hoàn cảnh này chúng ta không thể thay đổi được, chấp nhận chịu thì chúng ta cũng chả lo lắng cũng tốn sức khỏe thôi. Ý nói vậy. Và sau use, no use cộng từ này thì chúng ta nhớ động từ thêm in nhé.
Câu 6. I am sure you will have no difficulty passing the exam. Tôi thì chắc chắn là bạn sẽ không có sự khó khăn nào vượt qua kỳ thi này. Nhớ sau hẹp này để chúng ta có tân ngữ và có động từ thêm in nhé. Chúng ta sang câu 7. After finding a hotel, we looked for somewhere to have dinner. Sau việc tìm thấy một khách sạn, chúng tôi để tìm kiếm nơi nào đó để ăn tối. Chúng ta chọn B. Sau khi việc tìm thấy thì thường giới từ thì đồng từ thêm in nhé. Câu 8. I have been learning English for 4 years now. Tôi đã học tiếng Anh được 4 năm. Bây giờ là tôi đã học tiếng Anh được 4 năm rồi. Thì chúng ta dùng hiện tại thành tiếp diễn. Vì hiện tại thành tiếp diễn công thức, cái công dụng nó là nó diễn tả cái hành động đã xảy ra ở quá khứ, rồi đến hiện tại là hành động tiếp tục xảy ra, và tương lai vẫn tiếp tục xảy ra. Thì cái việc học này là tương lai chúng ta chắc chắn học tiếp, thì chúng ta dùng hiện tại thành tiếp diễn nhé. Còn thì hiện tại thành là tương lai có thể học và có thể nghĩ, nó không chắc chắn lắm ở tương lai, thì chúng ta dùng hiện tại thành. Đó, cũng nhớ vậy. Hiện tại thành nó cũng biểu thị cái hành động đó đã xảy ra quá khứ và hiện tại tiếp tục xảy ra, nhưng tương lai thì có thể xảy ra, có thể không. Câu 9. I remember visiting Bolivia for the first time. It's a beautiful country. Tôi nhớ việc thăm Bolivia cho lần đầu tiên. Nó là một đất nước xinh đẹp. Này, remember mà sau động từ thêm in biểu thị là cái hành động mà nhớ thăm gì đó thì nó đã xảy ra rồi. Nó sẽ đã thăm Bolivia. Còn nếu mà chưa xảy ra, hành động chưa xảy ra thì chúng dùng là to infinitive nha. Câu 10. Just keep on doing what you like. Chỉ giữ tiếp tục, chỉ tiếp tục làm cái gì bạn thích. Sau giới từ on hay là keep on thì động từ thêm in nhé. Chúng ta có thể để ý là sau giới từ đó, một số giới từ là thằng một in, đa số là động từ in. Câu 11. The guide encouraged the tourists to visit the Prado Museum in Madrid. Cái hướng dẫn viên đã khuyến khích các khách du lịch thăm viện bảo tàng Prado ở Madrid. Sau encourage thì động là các tân ngữ, rồi tiếp theo là động từ to infinitive nha. Nhớ encourage, khuyến khích. Câu 12. I hear someone shouting in the distance. Do you hear it too? Im lặng, im lặng. Sư là im lặng, im lặng. Tôi nghe ai đó đang la ở đằng xe. In distance là ở đằng xe. Bạn nghe nó, bạn cũng nghe nó chứ. Bạn có nghe nó chứ, cũng nghe nó chứ. Chúng ta nhớ là sau kia là các tân ngữ và tiếp theo là động từ là nguyên mẫu không, tôi không in, và động từ có thể thêm in. Thì tình huống này thêm in là phù hợp vì đang le, là mình đang lắng nghe. Câu 13. Are you looking forward to going on your vacation? Bạn đang trông ngóng việc đi nghỉ, việc thực hiện kỳ nghỉ của bạn hay không? Việc đi nghỉ của kỳ nghỉ của bạn hay không? Nhớ sau look forward to là động từ thêm in nhé.
Vì to là dạng giấy từ thì chúng ta nhớ tầm từ thập in. Look forward to mới đủ nha, đừng có thiếu to nha. Câu 14, why are you mad? I dislike being called by my first name. Tại sao bạn thì điên, bạn là giận điên vậy? Tôi trả lời này, tôi không thích bị gọi bởi cái tên đầu tiên của tôi, bởi tên tên đầu của tôi. Một số người không thích gọi tên trực tiếp. Sau động từ dislike là động từ thêm in nhé, be in này, bị động. Câu 15, don't forget to call home as soon as you arrive at your destination. Đừng quên gọi về nhà ngay khi bạn đến tại nơi đến của bạn. Forget đây này mà diễn tả hành động sau đó mà chưa xảy ra thì chúng ta dùng to infinitive. Đừng quên gọi về nhà. Để dặn thôi chứ mà chưa gọi mà. Thì chúng ta nhớ có to nha. Chúng ta sang B lớp. Ở trang 22. Identify the ones underlined words or phrases A, B, C, or D that must be changed for the sentence to be correct. Hãy nhận ra một từ hoặc một cụm từ được gạch dưới A, B, C hoặc D mà cần phải được thay đổi cho cái câu đúng. Câu 1, I decided to change jobs because my boss makes me work overtime. Tôi đã quyết định là thay đổi công việc bởi vì ông chủ của tôi khiến tôi làm việc, bảo tôi làm việc quá giờ. Sau động từ decide chúng ta thêm to infinitive nhé, nhớ. Câu 2, in order to not to forget in order not to forget things, I put a string around my finger. Để không bị quên các cái thứ thì tôi đặt một cái dây quanh cái ngón tay của tôi. Để khi mình đứng lên thì mình nếu dây đó mình nhớ các cái đồ dụng cụ hay là các cái hành lý của mình. Và nhớ là phủ định thì chúng ta dùng là not trước to, trước to forget. Câu 3, where did you work last year when you were going to school? Bạn đã làm việc ở đâu năm qua khi bạn dự định đi học? Này câu hỏi chúng ta dùng trợ từ đích nhé, ở thì quá khứ đơn đối động từ thường đổi lại. Câu 4, the doctor called this morning while you were sleeping. Bác sĩ đã gọi sáng nay trong khi bạn đang ngủ. Khi bạn đang ngủ thì bác sĩ đã gọi. Thì chúng ta dùng là thì này quá khứ tiết diễn, còn kia quá khứ đơn. Đó. Câu 5, I've been studying French since I started high school. Tôi đã học tiếng Pháp từ khi tôi đã bắt đầu tại trường trung học phổ thông. Sau xin là một cái câu ở quá khứ đơn kia hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Câu 6, I succeeded in finding a job. So my parents didn't make me go to college.
Tôi đã thành công trong việc tìm thấy một công việc. Vì vậy, cha mẹ của tôi đã không bảo tôi đi tới trường đại học, tức như là không bảo tôi đi học đại học. Tôi đã thành công trong việc gì đó. Trong việc gì đó thì dùng in, và động tôi thêm in nhé. Câu 7. Getting more exercise appears to be the best way to lose weight. Việc làm được nhiều bài tập hơn dường như là cách tốt nhất để giảm cân. Một câu ở bắt đầu là phải danh từ. Nếu không có là làm danh từ thì chúng ta dùng tính động từ thêm in để nó ra dạng danh từ. Nếu không có một danh từ mà thông thường thì chúng ta phải thiết lập động từ thêm in, nó ra một cái dạng danh từ và chúng ta dịch là việc. Việc được những bài tập nhiều hơn dường như, appear là dường như, hai nghĩa xuất hiện, và dường như lúc này chúng ta dịch là dường như là cách tốt nhất. Dường như cách tốt nhất thì nhớ to be nhé, cách tốt nhất để giảm cân, cách to lose weight. Câu 8. I'd rather stay home than go out tonight. Tôi nên ở nhà hơn là đi ra ngoài tối nay. Bản thân would rather, rồi động từ sau nó là nguyên mẫu không tôi không in nhé. Câu 9. Why did you call me so late last night? Tại sao bạn đã gọi tôi một cách rất trễ, rất muộn vào tối qua? Câu 10. Let's stop watching so much TV so that we can read or go out instead. Chúng ta hãy ngừng xem chúng ta hãy ngừng xem rất nhiều TV. Vì vậy, sao cho chúng ta có thể đọc hoặc là đi ra ngoài thay thay vì thay thế. Thì chúng ta dùng là động từ thêm in để nó ra là ngừng ngừng việc xem đó, chứ không phải ngừng để xem. Ngừng việc xem rất nhiều TV. Ngừng việc xem TV một cách rất nhiều. Chúng ta sang bốn la mã ở trang 22, speaking, việc nói. Choose the sentences or phrases that best complete this dialogue. Hãy chọn những câu hoặc những cụm từ mà hoàn thành tốt nhất cái bài hội thoại này. Câu E là good luck in your exam. Chúc may mắn trong kỳ thi của bạn. B. Trả lời. Đáp lại. Same to you. I hope we both pass. Điều như thế tới bạn. Tôi hy vọng cả hai chúng ta đều vượt qua. Câu E nói tiếp theo. Did you study all last night? Bạn đã học tất cả vào tối qua phải không? B trả lời. No, of course not. I watched TV and went to bed. What about you? Không, tất nhiên là không. Tôi đã xem TV và đi ngủ. Còn bạn thì sao? E trả lời. I did the same. See you later after the exam. Tôi cũng vậy. Hãy gặp bạn sau nhé, sau kỳ thi. B nói, all right, let's go for a drink. Được rồi, chúng ta hãy đi uống nhé.
Câu